Hi, em xin chào cả nhà. Hôm nay cửa hàng Handyman bên em xin giới thiệu đến cả nhà một cái cây bu lông của Milwaukee được nhập từ Mỹ về, có mã số là Techno 2457-20. Máy có chứng nhận của ULUS nha. Máy này thì sử dụng pin M12. Đó. Tốc độ vòng quay không tải của nó là 0-250 vòng trên phút, có lực siết là 35 N. Máy có trang bị dãy đèn nháy báo hiệu dung lượng của pin luôn. Thân vỏ được kết hợp giữa nhựa công nghiệp và thép cường lực, giúp máy chịu va đập tốt và tuổi bền dài lâu. Giá của máy này bên em thì hiện tại là thân máy thì 1.800.000 một cái thân máy. Bên cửa hàng em đang có chương trình giảm giá, cho nên còn sale thì còn 1.530.000 một cái thân máy M12, máy xếp bu lông này. Đó, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ đến số điện thoại 0978881868 hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 152-156 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè để xem và mua hàng trực tiếp. Rồi, em xin chào mấy anh.